rừng núi đẹp quá mọi người, quá xá đẹp luôn. Mình dẫn mọi người đi tham quan khám phá hồ Đa Tôn nha. Cảnh đẹp quá. Tới hồ Đa Tôn nha mọi người. Chạy vòng tham quan nha. Coi hồ Đa Tôn có gì đẹp. Bên là sông nước, rừng núi, còn bên là đồng ruộng. Những đám ruộng màu xanh nhìn mát mắt ghê. Hồ nước ngọt. Đi tiếp nè mọi người. Chạy lên đây chút nữa. Còn có gì hay ho không? Nhìn lúa vàng chín, lúa chín vàng đẹp quá.
Mấy bên kia thì đang xả. Gió thổi mát. Xíu mình qua mấy bên kia. Ở bên kia có chỗ nào xuống không? Một tớp đang câu cá vui ha, có giỏng câu cá lên nướng nhậu luôn. Đây bên đây một tớp, hai ba tớp luôn đi câu cá. Hôm nay hồ nước nó hơi lớn hay gì, nước hơi lớn. Rồi, đi tiếp. Ở đây mình câu cá gì em? Ở đây mình câu cá gì vậy? Rô phi với chép. Rô phi chép. Ba đi câu mà có hai anh em mà đổ cả nhau ôm sùm vậy. Quýnh lộn đi. Ủa cái bọc kia này tao đâu phải không? Cái gì? Mày lấy cái bọc kia tao rồi. Bọc nào? Bọc bút này này. Tao lấy từ đời nào rồi? Lâu. Đi câu chuyên nghiệp luôn ha. Ghế ghế dù rồi. Có nào dính cá mập không? Dính cá sấu luôn á. Tao bỏ luôn. Tạm ngồi đây. Tạm ngồi đây sẵn ăn hai cần thôi. Bây giờ một người là phải hai ba cần. Ừ, cái chai kia nãy mày cầm chưa á? Tham quan á anh. Tham quan. Sáng giờ mấy ký rồi? Dạ. Sáng giờ mấy ký rồi? Được có hai con nhỏ nhỏ à. Ủa về sớm anh. Dạ. Về sớm anh. Không quá. Không quá khó chơi. Này tình yêu tự nhiên nè. Nó không cho á rồi. Ở đây cá chép với cá rô phi thì nhiều nhưng mà ta câu hai loại cá đó. Bốn cần thủ. Hôm nay nước cao. Wow. Cá cũng to quá nè. Con cá chép gì chết. Đi tiếp. Biết làm khu vui chơi gì đây. Có bậc thang đi lên cao lắm à. Chắc làm công viên khu vui chơi. Đi tiếp.
cầu suối cát. Chắc có hai cầu thủ ở đây nữa. Vui chưa? Treo xuông đập dứt. Một lần nữa, cảnh quá đẹp mọi người. Hồ đá tôm cũng rộng, cảnh rừng núi nó quá đẹp, con đường thì uốn lượn. Đúng là nước cao.